Hello cho anh em nha. Hôm nay quay lại đàn mới nha anh em. Đàn này có ba con này. Quay lại cho anh em coi. Mày riêng ba con đó. Đó, đực nha anh em. Đây. Cái hai cái một đực. Đây. Cái vàng. Vàng lửa luôn á, đó. Vàng lửa là con nào cũng xây kiếm đẹp nha anh em. Đuôi cùng xây kiếm tay lên nè. Thì đó, ba con thì mình quay thứ tự cho anh em coi. Đây là con đực này. Đực nha anh em. Đực. Vàng sáng luôn đó. Vàng vàng. Con này là đực lửa đen này. Em đây đực lửa đen. Đó. Xí kiếm da miệng mạc nữa. Đây. Đây, xí cho anh em. Xí da miệng mạc luôn. Đây, lửa đi. Lửa đi thua được thích nha anh em. Lửa đi thua được thích luôn. Đực. Trời. Tiếp theo là em cái dền luôn. Cái dền rất là đẹp luôn. Cái dền này dền bông nha anh em. Dền này là dền bông tứ túc, bốn chân trắng. Đây, em ở bốn chân trắng đây. Em nói là bốn chân trắng. Trắng bốn chân luôn. À, em đây là lựu đốm này, sẽ kiếm dài. Đặc biệt là hai bên hông này, hai bên hông cả hai trắng này, dền bông á. Chân trắng nha anh em, còn hàng độc lâu lâu tóm màu đập ạ. Tiếp theo là em cái dành vàng, vàng lửa nha anh em. Vàng lửa. Em này là xí kiếm đẹp luôn, xí kiếm đẹp đuôi cung tay lên nè. Em nói là cũng lửa đen luôn nha anh em. Lửa đen. Xí kiếm lửa đen. Ba em đó, anh em là thích thì cứ liên hệ bác. Đây em. Đây, gà đây. Thấy đẹp đây. Mặt này nhà lửa đen. Ba em đó, anh em nào thích thì cứ liên hệ nha. Cái một đặt hai cái nha anh em. Đây con cái này. Nãy mới cho ăn chồng. Đó, còn em đi nhốt bên đây. Em đi lớn, đàn lớn nhốt bên đây. Rồi anh em nào thích thì cứ liên hệ nha.